Vâng, chào anh em. À, tôi đây thêm ạ. Cắt măng mệt quá. Trời bây giờ còn sáng nay cắt được 2 tạ rồi, giờ còn nữa chắc 30 ký nữa cắt xong trả lốt. Đùn về nhà cho anh Thủ làm cái clip cho anh bạn này nhé. Mua cây giống đây, khu này mình bán cho các bạn kia hết rồi. Đấy, đến đây mới còn một vài cây đây. Thôi nhưng tôi đi đứng ở đây, phải đi xa mệt lắm. Đấy, cây giống của mình làm như thế vậy này, bạn đấy. Như thế này thôi. Bọc rễ xong bẻ ra, bọc xong nó ra rễ này, cách đây 2 tháng rồi. Những cây này đều ra rễ hết rồi. Này còn ra cành mới kìa. Thế nên là đây, ra rễ hết rồi như này. Đấy lại ra cả cành mới kìa. Đấy, thế nên là mình cũng nói các bạn ấy cố gắng sang gần đây thì sang bạn mới lắc thôi. Bên Gia Lai mình nó rất gần nhưng bạn ấy mắc công chuyện gì đó mà không sang được. Thế nên là mình phải làm cái clip là một là vừa thông báo cho toàn thể anh em biết. Mới thứ hai nữa là cũng là vừa để nói cho bạn ấy biết là mình mai mốt mình sẽ cắt, sẽ bẻ cành giống này để gửi cho bạn đấy. Vì nhiều khi các bạn không biết, các bạn tưởng là cây giống rồi. Đây là nói thật bạn này nhé, đó là hom giống, tức là mới ở trên cây. Sau khi bó bầu được 2 tháng, hơn 2 tháng thì bắt đầu nó ra rễ rồi. Thì bắt đầu là bẻ xuống, mang làm giống cho các bạn trồng. Mình mỗi năm mình cũng trồng như thế và mình khác chỗ khác, chỗ khác nhiều anh nhiều chị làm là bẻ cả cành luôn. Bẻ cành đặc biệt là cái giống tư quý ấy, là các bác ấy bẻ cả cành luôn, về trồng cũng sống, bẻ nguyên một cái tay luôn. Nhưng mình nên đều bó trước, bó bầu trước, nó ra rễ rồi, nó ra rễ rồi. Đấy, nó cũng mấy cây trên kia là hai bẻ bán cho các bạn ấy rồi. Bây giờ thì sáng nay bạn gọi điện thì mình tranh thủ review luôn và nói luôn. Đấy, cái cây như thế này là đều hoàn toàn là nó ra rễ rồi. Rễ. Tuy nhiên là không phải là cây nào cũng ra rễ hết đâu các bạn ạ, tại vì là mình bọc túi đen này, nhiều khi có cây cũng có cây không. Phải nói với nhau rõ ràng, có cây ở trên này rồi nhưng mà chưa chắc nó ra rễ. Cành to lá to nhưng chưa ra rễ. Nhưng mà thôi thì làm luôn thì cũng tranh thủ làm luôn cho các bạn nhìn đây. Cây này nhá, nó rễ ra như vậy đấy. Như thế này thôi, cái này mình xem mình thử. Hôm nay là phải đi vào một tí. Thế hầu hết là ra rễ hết rồi nhưng mà không thể nói được. Kiểu gì kiểu nó có cái tỷ lệ sơ suất ở trong đấy. Thế nên là các bạn lấy cây thì cũng đừng, mình chắc lấy một mình bẻ cho bạn 100 cây. Mình sẽ bẻ dư cho bạn 10 cây để đề phòng, 10 cành đề phòng cái tình huống nó xấu nó xảy ra. Nó cành nó không ra rễ. Thì bạn xem mà cũng chắc chắn là vui lòng như này đấy. Mình bẻ xuống cắt hết cành lá đi, bỏ trong bao, quấn chặt và gửi xe rồi cho các bạn. Chứ không lại vào sang các bạn bảo ông ơi hay mày ơi, cây của tao là cây cơ mà sao lại cành như này. Thế là cũng mong là các bạn xem trước. Anh em những người là trồng tre có kinh nghiệm trước cái tham khảo, bạn ấy có lên lấy lại hay không. Thì ở miền Nam mình như thế này bó vào đầu mùa mưa. Thế nên đấy là phải giữ rừng mưa mới trồng được. Chứ còn nếu bây giờ mà xuống bầu làm thành cây đấy thì nó vào mùa khô mất, không trồng được. Trồng thì trồng được nhưng mà chăm tưới rất chi là khổ. Mà cái thời điểm bây giờ mà bó từ trên bầu xuống vào, từ trên bì trên cành này xuống và vào bầu đấy cũng rất chi là vất vả. Và bầu này xong rồi đất trở đi lặng thêm này mà mang về để 2-3 tháng nữa mới trồng thì cũng lại tha đi nuôi lại cũng như thế thôi. Bây giờ mình cứ nghe mình mang xuống mình về trồng yên tâm. Năm ngoái mình cũng trồng như thế, mấy trăm như thế. Rồi năm ngoái làm cho các bạn trồng như thế. Cũng có bạn trồng thì sống gần như tuyệt đối nhưng cũng bạn nó cũng chúc chết. Đấy. Mà tỷ lệ chết không nhiều. Thế nên là mình tin rằng là bạn yên tâm. Nếu xem xong video này các bạn mà xem được hoặc là chia sẻ được, anh em là gần Gia Lai này sang lấy thì nhanh còn kịp. Nhanh còn kịp tại vì là mình cũng còn trồng của nhà nữa, thế nên là số dư thì nó có giới hạn thôi. Năm nay cái diện tích mình mở thêm một hát nữa, thế nên là nó chỉ còn một vài trăm cây. Anh em mà gần thì có chạy đến đây sớm, có lúc lại bảo em hẹn anh rồi, tôi hẹn ông rồi, mày hẹn tao rồi, tao hẹn mày rồi, cách nhau mệt lắm. Mà đặc biệt trên hội mình là quản trị viên nữa, nên là để tránh tình huống sau này bị bóc phốt bóc phiếc rồi nói là ông ấy bán cho tôi giống như thế khác, nó rất chi là mệt. Vâng, thế tôi cảm ơn các bạn nhé. Mình đùn măng về đây, về còn luộc hôm nay 2 tạ thì vất vả đây nhá. Thân chào anh em nhá.